Xin chào toàn thể anh em ở thợ máy. Chúng ta sử dụng Smart Tool 2 để chúng ta remap mở tua cho những dòng xe. Thì đầu tiên thì hôm nay sẽ hướng dẫn anh em mở tua được cho những dòng xe này là những dòng xe Lead và SCR đời đầu không chống điện. IC được mang ký hiệu 901 và 902 nha cả nhà. Còn IC 941 của Lead chống điện thì chưa chưa mở được. Nên chúng ta phải xem clip này để chúng ta mở tua, chứ không phải là cái dòng xe nào chúng ta cũng mở được tua và remap đâu, nên rất mong anh em thông cảm. Thì trước mặt anh em ở đây là một con xe Lead đời đầu, đặc biệt nó được trang bị 4 relay là anh em mở tua được nha. Lead SCR nó trang bị 4 con relay là anh em mở tua được, còn lại Lead 110 chống điện có một relay thì không mở được tua, cho nó dễ hiểu. Thì anh em sẽ quay tới máy, màn hình máy ở đây. Thì anh em nào ở cái bản cũ thì chúng ta nâng cấp lên từ xa, cực kỳ đơn giản thôi. Cho anh em xem phiên bản mới. Thì tất cả nó là phiên bản 20 tháng 4 2021. Rồi anh em lưu ý, Tuấn sẽ thoát menu màn hình ra. Thì hôm nay Tuấn sẽ hướng dẫn cả nhà remap đồng thời mở tua. Và ngày mai mùng 1 đầu tháng, Tuấn ưu đãi cho 10 anh em đầu tiên khi mua sản phẩm Smart Tool đầu tay. Anh em không vào phần động cơ, không vào phần ABS, không vào Smart Key, không vào Oleo, không vào hệ thống đép, mà chúng ta vào remap tuning. Bấm Enter. Nhớ bấm Enter. Thì chúng ta sẽ họ Honda. Chúng ta sẽ vào giới hạn RPM Kenhin. Và anh em lưu ý ở đây chúng ta không nên vào cái phần tùy chọn. Nhớ, chúng ta phải vào cái phần đầu tiên luôn là cái phần tự động. Tự động, cả nhà lưu ý. Rồi ở đây nó sẽ có Remap 1, Remap 2 và Remap 3. Chúng ta muốn phê thì chúng ta chọn vào cái Remap 3, bấm Enter. Đang thiết lập thông số cài đặt cho ECM, vui lòng đợi. Rồi anh em chờ trong giây lát. Chúng ta cứ bình tĩnh, đôi tay chúng ta sử dụng máy nhẹ nhàng. Rồi máy đang nạp phần mềm chip chủ MCU, không được tắt khóa điện hoặc đồng thời tụt jack. Anh em lưu ý hạn chế, đừng để sập nguồn hoặc đồng thời ngắt kết nối. Còn 5 thở 10 thì lâu lâu gặp phải, lỡ may đang chạy nạp mở tua tụt nguồn thì chúng ta lại tiếp tục nạp lại, không có sao. Rồi máy được Remap 3 chạy cực nhanh, anh em chỉ cần chờ khoảng trong 1 phút. Một cho tới 2 phút chúng ta sẽ thành công.
91%. Bây giờ nâng cấp phần mềm thành công thì đương nhiên anh em phải làm sao ạ? Chúng ta để máy ở đây không quan trọng cho lắm. Rồi chúng ta sẽ di chuyển tới tận xe. Thì lúc này anh em phải làm gì? Chúng ta sẽ tắt khóa điện để reset. Tắt. Và đồng thời chúng ta mở khóa. Rồi, em trai bấm thắng. Thì xe này mình sẽ vừa làm nồi côn. Bởi vì mình vừa gắn một chậu mâm nhôm 7 độ nồi trước. Và bây giờ mình sẽ remap. Thì đương nhiên con xe này chạy rất gia tốc. Đề ba rất nhẹ, anh em xem ở đây nhìn lực máy. Đó, bô móc luôn. Cái bô này cho một em trai được cha mẹ cho lại con xe Lít đời đầu 901. Em trai mang vào bảo móc cho cái bô và đồng thời remap và đồng thời làm nồi. Rồi em trai ra chạy thử luôn con xe coi nhẹ không. Thì hôm nay Tuấn hướng dẫn anh em về vấn đề remap mở tua trên những dòng xe Lít SCR được mang ký hiệu ECM 901 và 902. Rồi anh em kỹ thuật viên ở cửa hàng Đình Tuấn xin phép được chạy thử. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong clip video lần sau.